Thưa quý vị, 3 ngày trước khi thành phố Hải Phòng siết chặt việc đi lại để phòng chống dịch COVID-19, thì vào đêm ngày 3 tháng 2, một phạm nhân đang thụ án tại trại giam Xuân Nguyên, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng đã vượt ngục thành công và tìm đường chạy trốn vào thành phố Hồ Chí Minh. Điều đáng nói là chỉ với một thông tin mong manh về phạm nhân trốn trại đã tẩu thoát trên xe khách, lực lượng cảnh sát đã chặn gần 100 ô tô nghi vấn để kiểm tra và bắt gọn tù nhân vượt ngục. Cụ thể, vào lúc 14 giờ 10 ngày 4 tháng 2, Ban Chỉ huy Trạm Cảnh sát Giao thông Hàm Tân thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bình Thuận nhận được thông tin từ trại giam Thủ Đức về việc có đối tượng bỏ trốn khỏi nơi giam giữ và đề nghị trại giam phối hợp truy bắt. Đối tượng đang đi xe ô tô chở hàng hướng từ Ninh Thuận về Bình Thuận. Xe ô tô chở khách có đặc điểm là sơn màu xanh và màu đỏ, biển kiểm soát 51B hoặc 51F. Nhận được tin báo, cảnh sát giao thông đã dừng gần 100 phương tiện xe khách khả nghi trên quốc lộ 1A. Khi kiểm tra một xe khách biển Thái Bình thì phát hiện một người có ngoại hình giống với kẻ bị truy nã. Sau khi mời xuống làm việc đã bắt được đối tượng trốn trại là Nguyễn Trọng Toại, sinh năm 1995, cư trú tại xã Thuận Thiện, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng. Và theo tìm hiểu của phóng viên trong buổi tối, Toại đang chấp hành bản án 10 năm 6 tháng tù về tội cướp tài sản ở phân trại số 3, trại giam Xuân Nguyên. Vào ngày 3 tháng 2, Toại đã trốn khỏi nơi giam giữ. Sau khi bị bắt lại, tên này cho biết rằng không ngờ lại bị bắt lại vì đã chạy được 1.000 km. Khi bị mời xuống làm việc thì đối tượng không dám chống đối và cũng không có ý định uy hiếp hành khách trên xe vì thấy có mấy chục công an nên cũng không dám manh động. Thưa quý vị, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can là cán bộ Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai. Theo đó, ông Phạm Văn Sáng, nguyên giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai bị khởi tố để điều tra về tội vi phạm quy định đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng. Ông Nguyễn Quang Tuấn, nguyên giám đốc Trung tâm ứng dụng công nghệ sinh học Đồng Nai bị khởi tố về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Lực lượng chức năng đã bắt tạm giam 4 tháng và khám xét nơi ở của ông Nguyễn Quang Tuấn, ông Phạm Văn Sáng không có mặt tại nơi ở và nơi cư trú. Cơ quan chức năng đang truy tìm ông Sáng để phục vụ công tác điều tra. Hai bị can này khi đương chức đã gây thất thoát cho ngân sách nhà nước số tiền hơn 27 tỷ đồng. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã vừa ban hành cáo trạng truy tố 19 bị can trong vụ án xảy ra tại dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên Tisco và một số đơn vị có liên quan. Trong đó, 5 bị can Mai Văn Tinh, cựu chủ tịch hội đồng quản trị Tổng công ty thép Việt Nam VNS, Đậu Văn Hùng, cựu giám đốc VNS, Trần Trọng Mừng, cựu tổng giám đốc Tisco, Trần Văn Khâm, cựu chủ tịch hội đồng quản trị Tổng giám đốc Tisco, Ngô Sĩ Hán, cựu phó tổng giám đốc, trưởng ban quản lý dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 Tisco và 9 bị can khác bị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. 5 bị can bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, gồm Lê Phú Hưng, cựu thành viên hội đồng quản trị Tổng công ty Gang thép Việt Nam, Nguyễn Minh Xuân, Nguyễn Chí Dũng, Hoàng Ngọc Diệp, Đoàn Thu Trang đều là cựu thành viên hội đồng quản trị Tổng công ty thép Việt Nam. Theo cáo trạng, các bị can này đã vi phạm trong công tác quản lý khiến dự án chậm tiến độ, làm phát sinh tăng lãi vay, tăng chi phí đầu tư, gây thất thoát lãng phí tài sản nhà nước lên tới 830 tỷ đồng. Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với lực lượng quản lý thị trường tỉnh này đã vừa phát hiện bắt giữ một xe tải vận chuyển 370 kg gà chết không rõ nguồn gốc đang lưu thông trên tuyến DT741 thuộc địa bàn xã Tân Lập, huyện Đồng Phú. Tài xế là Bùi Quốc Hưng trú tại phường Tam Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, cũng là chủ số hàng nói trên. Thời điểm kiểm tra, Hưng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số gà này. Hưng khai số gà chết trên được mua tại một trại gà ở huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước và đang trên đường vận chuyển về thành phố Biên Hòa. Cơ quan chức năng đã tịch thu toàn bộ số gà chết nói trên và đưa đi tiêu hủy ngay sau đó. Vụ việc đang tiếp tục được xác minh điều tra để xử lý theo quy định. Thưa quý vị và các bạn, càng về cuối năm, các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm liên quan đến pháo nổ càng diễn biến phức tạp, nhất là các hoạt động mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo nổ với nhiều thủ đoạn hết sức tinh vi của các đối tượng nhằm qua mặt lực lượng chức năng. Cùng với công tác tuyên truyền nâng cao ý thức trong nhân dân về việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý sử dụng pháo nổ dịp cuối năm, Công an Quảng Bình đã và đang kiên quyết đấu tranh với tội phạm về pháo nổ trên địa bàn. Một chuyên án vừa được lực lượng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Bình triệt phá thành công, bắt giữ đối tượng Trần Sĩ Hường, sinh năm 1970, trú tại tổ dân phố Thủy Sơn, phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn, khi đang vận chuyển bằng xe ô tô con cùng tang vật là 60 hộp pháo hoa nổ loại 36 quả, được đối tượng xếp kỹ sau cốp xe nhằm qua mắt lực lượng chức năng. Sau khi bắt giữ, tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng, lực lượng công an đã thu giữ thêm 4 hộp pháo loại 36 quả và 5 hộp pháo loại 5 quả. Tổng trọng lượng pháo thu được là hơn 100 kg.
đầu mối cung cấp đều là đã có kinh nghiệm, nên là cái phương thức giao dịch của nó là rất là tinh vi. Thường là không để cái đầu mối tiếp theo biết về rõ về đặc điểm nhân thân tên tuổi. Trước đó chỉ trong tháng 1 năm 2021, Công an tỉnh Quảng Bình đã bắt giữ 12 vụ với 13 đối tượng liên quan, thu giữ hơn 200 kg pháo nổ các loại. Ngoài ra, Công an tỉnh Quảng Bình đã bố trí 8 tổ công tác với 100 cán bộ chiến sĩ của các phòng nghiệp vụ tăng cường về các đơn vị địa phương để tổ chức các buổi tuyên truyền cho người dân hiểu rõ hơn những quy định về pháo để không vi phạm pháp luật, vận động nhân dân tự nguyện giao nộp pháo nổ các loại, đồng thời hướng dẫn nghiệp vụ cho công an cơ sở kiên quyết đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về pháo nổ. Và sắp tới thì Công an tỉnh sẽ phối hợp với các ngành tư pháp để đưa ra xét xử công khai một số vụ để răn đe giáo dục chung. Thì Công an tỉnh sắp tới sẽ huy động trên 200 cán bộ chiến sĩ về cơ sở để cùng với lực lượng công an cơ sở làm tốt công tác đấu tranh phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về pháo, đặc biệt là tập trung cái việc là đấu tranh các hành vi tàng trữ và sử dụng pháo trái phép. Việc vận chuyển, buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo nổ là hành vi vi phạm pháp luật. Nghị định 137/2020/NĐ-CP quy định một số điểm mới phù hợp tình hình thực tế trong công tác quản lý nhà nước và đấu tranh phòng chống hành vi vi phạm về pháo nổ. Một bộ phận người dân khi tiếp cận thông tin liên quan đến Nghị định 137 đã hiểu chưa đúng các quy định hoặc hiểu sai bản chất của Nghị định sẽ vô tình dẫn tới vi phạm và có thể bị xử lý hình sự. Đừng vì hám lợi hoặc hùa theo thú vui nhất thời mà vi phạm pháp luật, người dân cần sáng suốt, kiên quyết nói không với pháo nổ. Trước thực trạng cho dù lực lượng chức năng đã tăng cường ra quân xử lý, nhưng tình trạng taxi xe ôm công nghệ bủa vây cổng Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội để bắt khách vẫn tiếp tục tái diễn. Và thực trạng xe khách vi phạm dừng đỗ đón chở khách trên địa bàn thủ đô cũng diễn biến phức tạp, gây ùn tắc, mất trật tự an toàn giao thông. Lực lượng cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đã tăng cường triển khai tuần tra kiểm soát các phương tiện vi phạm trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán. Hơn 9 giờ sáng ngày 4 tháng 2 tại cổng Bệnh viện Bạch Mai, các phương tiện taxi, xe ôm công nghệ bủa vây trước cổng viện. Tình trạng nhốn nháo trên khiến cho việc không đảm bảo trật tự an toàn giao thông khi lực lượng chức năng đội cảnh sát giao thông số 4 Công an thành phố Hà Nội xử lý. Những lái xe vi phạm đưa ra nhiều lý do biện minh. Vừa đi qua đấy thì thấy ở đấy chẳng có ai, xe cộ không đỗ thì vừa chở người nhà đấy thì đỗ ở đấy thôi, chứ vừa mới đỗ xong thì có đỗ lâu đâu. Nói chung là mình đỗ mình không để ý đâu. Thấy chở người nhà đấy thì đỗ đấy thôi, chả để ý đâu. Nói chung là bọn em thì lái taxi thì nhiều lúc là không tránh khỏi được. Thì hôm nay thì thôi, bọn em đã biết cái sai của bọn em. Khoảng của em ghé qua đây thôi chứ không phải là đổ thường xuyên này. Và khi tôi dừng đỗ ở đấy thì tôi cũng thấy có anh em lái xe cũng đỗ theo. Còn tại tuyến đường Phạm Hùng, nơi khu vực gần bến xe Mỹ Đình, các nhà xe vì thiếu vắng khách trong bến nên đã dừng đỗ với mong muốn vớt vát thêm. Lực lượng chức năng đội cảnh sát giao thông số 6 cũng đã kiểm tra xử lý. Được biết, thời điểm Tết, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao. Lực lượng chức năng đã tăng cường để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến. Trước cửa bến xe Mỹ Đình là nơi mà các phương tiện xe khách thường xuyên vi phạm. Thì chúng tôi là cán bộ đội cảnh sát giao thông số 6 thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của ban chỉ huy đội, ban chỉ huy phòng tăng cường tuần tra kiểm soát, tập trung xử lý các hành vi vi phạm đối với xe khách trước và sau Tết Nguyên đán. Như một số các hành vi vi phạm như là dừng đỗ đón trả khách sai quy định, không đóng cửa lên xuống khi xe đang chạy, và một số hành vi vi phạm khác là nguyên nhân gây ra ùn tắc và tai nạn giao thông, đảm bảo cho nhân dân đi lại trong dịp Tết Nguyên đán. Việc dừng đỗ sai quy định này thì thứ nhất là sẽ gây ra ùn tắc giao thông, ảnh hưởng đến người tham gia giao thông đi lại nó rất là khó khăn. Nhất là trong những cái giờ cao điểm. Trong đợt cao điểm này thì riêng đội cảnh sát giao thông số 4 đã xử lý rất nhiều các trường hợp dừng đỗ sai quy định. Thậm chí là có nhiều trường hợp phải thông báo phạt nguội. Vì là lý do là khi vắng bóng lực lượng ở đấy thì là không có lực lượng đấy thì các xe taxi của các hãng thì hay dừng đỗ sai quy định đấy. Thì ngoài lực lượng chức năng xử lý ra thì còn có nhiều hình thức xử lý phạt nguội đã thông báo tới người tham gia giao thông. Bên cạnh việc xử lý các phương tiện vi phạm trên địa bàn thành phố Hà Nội, lực lượng cảnh sát giao thông đồng thời nhắc nhở các nhà xe thực hiện nghiêm chỉnh công tác phòng chống dịch COVID-19, xử lý sát khuẩn, đeo khẩu trang, khai báo y tế theo đúng quy định,
để đảm bảo vừa an toàn giao thông, vừa nâng cao công tác phòng chống dịch, người dân về quê đón Tết an lành.